一天，昨日那道火完全扑灭，但却踏上伏线，夜起水花四溅，案件一波一波层层发现，冰封那记忆从被开战，不会预计多。翻开证据，从头连接，抽丝去揭穿真相在背面。Hôm đó ông tới kho mini lấy di vật của bà Xuân, là một bức thư do Lữ Lệ Giao để lại cho bà Xuân. Trong đó là cái gì? Lữ Lệ Giao đợi mang thẻ nhớ tới sở cảnh sát, chắc chắn có manh mối quan trọng. Ông nói tôi biết đi. Thực ra muốn che giấu chuyện gì? Ông mà nói tôi biết đi. Ba tôi tại sao lại chết? Cậu là con của Cao Triển Tường. Tôi biết là ông không chỉ đơn giản coi thẻ nhớ đó. Bản thân ông cũng biết rất nhiều chuyện. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Ông đừng có luôn miệng cầu xin tôi nữa. Tôi xin lỗi. Tại sao ba tôi lại chết chứ? Tôi xin lỗi. Anh làm gì ba của tôi? Tôi có chuyện quan trọng muốn hỏi cho rõ. Bây giờ ba tôi bệnh như vậy rồi, anh còn làm phiền ba tôi nữa. Anh cút đi. Ông ta có liên quan tới vụ giết người. Tôi muốn mời ông ta về hỗ trợ điều tra. Ba tôi không hỗ trợ điều tra. Có gan thì bắt ba tôi đi. Cút khỏi đây. Tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua. Tôi sẽ quay lại tìm ông. Ba có nói cho hắn biết không? Ba, cậu ta là cảnh sát. Cậu ta là con của Cao Triển Tường. Sao lại như vậy? Con đã giết người, bây lâu vẫn không siêu thoát. Họ muốn đòi mạng. Chính ba cậu ta kêu cậu ta tới bắt con. Chạy đi, con mau chạy đi. Con chạy đi đâu? Con có thể chạy đi đâu hả? Con chạy không thoát đâu. Con chạy đi đâu? Họ cũng theo con đó. Món nợ này con nhất định phải trả. Con đi tự thú. Tự thú đi. Con đi không tự thú. Con đi. Không ở tù. Bà có biết không? Con vừa mới dụ thằng khùng đó giao công ty lại cho con quản lý. Bây giờ con nắm hết tiền. Con có thiếu gì tiền? Bà kêu con đi tự thú. Bà, con hại chết chị chứ. Con còn kiếm tiền công ty người ta. Con có lương tâm hay không? Bà đã chăm sóc cho anh em họ bao nhiêu năm nay rồi. Bà đã bù đắp mọi chuyện rồi. Bà không cần phải ân hận nữa đâu bà. Không phải. Bà, bà thật sự ân hận. Bà. Bà, tiếp tục như vậy không ổn đâu. Trước sau gì bà cũng khai ra hết. Bà đi giùm con đi. Bà đi rồi thì sẽ không còn rắc rối nữa. Con xin bà đó bà. Bà hãy chết đi. Ba. Ba. Vậy tức là sao? Cô Giao để lại thẻ SD. Trong đó nói cái gì? Nói về vụ án năm xưa hả? Anh cũng không biết. Anh đã hỏi Diệp Trường Lạc. Rõ ràng là ông biết rõ sự thật, nhưng đã lại không chịu nói. Chú không thể nào che đậy chuyện này được đâu. Trước giờ chú luôn rất tốt với anh em, lý nào lại hại chú ta chứ? Chuyện năm xưa chắc chắn là không liên quan đến chú. Không liên quan? Nếu không liên quan sao ông không chịu nói? Có khi nào kẻ giết người không phải ông? Có phải không chứ? Không có đâu. Không thể nào đâu. Em biết bây giờ cảm giác của anh như thế nào. Bản thân em cũng rất rối. Nhưng mà bây giờ chúng ta không giúp được chuyện gì. Quan trọng nhất là chúng ta tìm cách làm sao điều tra ra sự thật. Phải không? Greg, nếu dựa vào hai chúng ta điều tra, rất khó điều tra rõ. Vậy chúng ta phải làm cái gì? Anh phải tìm sếp Lưu. Anh muốn nhờ ông mở lại hồ sơ năm xưa, danh chánh ngôn thuận điều tra vụ này. Lên lúc đó Diệp Đường Lạc nhất định phải nói. Được. Bác sĩ, ba tôi sao rồi? Xin lỗi,
Chúng tôi cố gắng rồi, bệnh nhân bị suy tim không thể cứu được. Bà, bà chết thê thảm quá bà. Cao Lực Cơ, mày là hung thủ giết người, tao không tha cho mày đâu. Chuyện gì vậy? Sếp à, Cao Lực Cơ giết chết ba của tôi muốn kiện hắn. Anh bình tĩnh lại từ từ nói. Hôm đó sau khi hắn tới nhà tôi, alo anh Cư, bây giờ anh đang ở đâu vậy? Ở bên ngoài sở cảnh sát, có chuyện gì lát nữa mới nói. Nè, khoan đã, anh có biết Diệp Trường Lạc chết rồi không? Diệp Trường Lạc chết rồi? Tên Gordon đó luôn miệng nói là anh đã giết ba của hắn đó. Không thể nào, có phải cậu nghe nhầm không? Không lý nào em nghe nhầm chứ, cách đây hơn nửa tiếng mới tuyên bố ông ta tử ở bệnh viện, nói đầu của ông bị da đập mất máu dẫn tới chứng suy tim. Gordon luôn miệng nói anh và ba của hắn đã cãi nhau nên mới ra tay giết người. Chuyện gì vậy? Em có nghe nhầm không? Chú Lạc chết cái gì? Anh cũng không biết. Chúng ta vào hỏi cho rõ. Cao Lực Cơ, cậu can tội dính líu tới một vụ giết người, lập tức theo chúng tôi về. Vụ giết người cái gì vậy? Anh nói gì vậy? Xem cổ, tôi không có giết người. Lúc tôi đi, Diệp Trường Lạc không có bị thương gì hết. Cậu Cơ, cậu biết quy định mà. Bây giờ cậu có quyền giữ im lặng. Nhưng mà là Diệp Bình Quân ép tôi. Cậu bình tĩnh lại đi, theo chúng tôi về. Tôi không thể mang anh về đâu. Chúng ta đều là đồng nghiệp, cậu đừng ép tôi phải ra tay. Sếp cổ, có gì từ từ nói. Cậu đứng yên cho tôi. Bình tĩnh lại đi. Một là sếp bắn chết tôi, trước khi chưa điều tra rõ mọi chuyện. Tôi không thể sếp vậy đâu. Cậu là cơ. Rồi tổng đài, làm hàng đào chặn cô ta lại. Dạ. Được rồi, cảm ơn. Bên trọng án đã ký lệnh truy nã. Bây giờ cảnh sát toàn Hồng Kông đều đang tìm anh Cư. Lần này nghiêm trọng rồi. Nè nè, luôn cả anh cộng lốc cũng tung tin ra ngoài rồi. Nói nhất định phải tìm được anh Cư. Tính sao đây? Chị Cao. Cô Cao. Chris, sao lại như vậy? Họ nói thằng Cư đã giết ông Diệp. Không thể nào. Chắc chắn không phải ảnh làm. Vậy tại sao họ lại nói như vậy? Bởi vì Gordon nói rõ là anh Cư. Gordon? Bây giờ thằng Cư đang ở đâu? Tôi gọi di động cho nó mãi cũng không tìm được nó. Mọi người có biết nó đang ở đâu không? Ảnh không mở điện thoại nữa đâu. Mất công bị các đồng nghiệp khác tìm được tín hiệu điện thoại của ảnh đó. Bây giờ chúng ta có thể làm được gì? Chris, cô đi đâu vậy? Tôi đi tìm Gordon, hỏi anh ta sao vu khống anh Cư. Đuổi theo đi. Ông Diệp à, tiến tới đây được rồi. Thành thật chia buồn. Cảm ơn. Đi trước nha. Gordon à, sao sếp Cao đó lại hại chết chú chứ? Cao Lực Cơ nhẫn tâm bệnh hoạn, hắn đã điên rồi. Tôi muốn gặp Gordon. Nè, không được, không thể gặp ông Diệp được đâu. Không thể vào được mà. Cô ấy vào đi. Làm ơn đi, không vào được đâu. Ông Diệp, tôi muốn tìm anh. Để cho họ vào đi. Tại sao anh vô khống anh Cơ? Ảnh không thể nào là hung thủ giết chú được. Bây giờ ba của tôi chết rồi, không lẽ tôi cố tình nói dối để cảnh sát không thể bắt được hung thủ sao? Cô nói như vậy tôi thực sự rất đau lòng. Không thể nào. Em tôi không thể nào giết người. Tôi không cần biết anh nói dối cũng được, hiểu lầm cũng được. Những gì anh nói hoàn toàn không phải là sự thật. Cao Lực Cơ là bạn trai cô, là em trai cô, là đại ca của họ, đương nhiên các người bên giờ khác rồi. Uổng công ba tôi chăm sóc cho cô từ nhỏ tới lớn, cô đối xử với ba tôi như vậy sao? Em không thể đánh người như vậy. Anh cấm miệng lại đi. Em hỏi anh một câu, anh có theo em về nhà hay không? Nếu như anh không đi, từ nay anh đừng gọi em là em gái nữa. Em đừng như vậy mà. Chú Lạc vừa mới qua đời thôi, cô nên rất cần có người ở bên cạnh đó. Uổng công anh suốt ngày bên vực tên khốn này, tôi đã nhìn lầm anh rồi. Chúng ta đi. Sao đánh tôi vậy?
Một người đàn ông 67 tuổi bị tấn công tại nhà sau khi đến bệnh viện xác định tử vong. Cảnh sát cho là vụ án này là vụ án giết người để xử lý, đang truy nã cảnh sát bỏ trốn Cao Lược Cơ, nghi ngờ có liên quan đến vụ án. Vào đi. Chris, bên ngoài có một cô gái tên là Yuki tới tìm cô. Nói cho cô biết tôi cũng muốn gặp cô. Nhưng cô nói có chuyện rất quan trọng, nhất định phải gặp riêng để nói cho cô biết đó. Vậy kêu cô vô đi. Cô à, bên này. Cô tìm tôi có gì không? Nếu cô muốn hỏi thăm anh Cơ, tôi thực sự không có gì để nói. Anh Cơ đã tìm tôi. Anh Cơ tới tìm cô. Anh nói tất cả mọi người đều đang bị cảnh sát theo dõi, riêng tôi thì lại không bị, cho nên nhờ tôi giúp đỡ. Bây giờ anh ở đâu? Anh sao rồi? Bây giờ anh rất là an toàn, kêu cô yên tâm. Với lại anh nói là anh nhớ cô lắm, rất muốn được gặp cô. Tôi cũng nhớ anh lắm. Anh Cơ muốn hẹn cô ra gặp mặt. Cô coi hôm nào cô ra tòa biện hộ, đến lúc đó cảnh sát nhất định lơ là. Cô tìm cơ hội lẻn ra cửa sau đi nha. Tôi sẽ mau chóng sắp xếp. Cô biết thời gian thì nói cho tôi biết, tôi sẽ liên lạc với anh Cơ. Chris, hy vọng cô và anh Cơ đều có thể bình an. Chris. Em nhớ anh lắm. Anh cũng vậy. Bây giờ anh đang trốn ở đâu, có an toàn không? Tạm thời vẫn an toàn, nhưng mà anh không thể dừng lại một nơi lâu quá. Điện thoại của em đâu, đưa cho anh. Nè, em lên diễn đàn này theo giờ hẹn. Đây là nickname của anh. Anh sẽ lên đây ám chỉ với em gặp mặt ở đâu. Nhưng anh không thể nào suốt ngày lẫn trốn. Tiếp theo anh định làm gì? Diệp Minh Quân vu khống anh giết ba của hắn, rất có thể hung thủ là hắn. Tại sao hắn làm vậy? Có thể có liên quan tới vụ án năm xưa. Tức là sao? Em nghĩ coi, hôm đó chúng ta tới tìm ông Diệp, ông ta xúc động nói có lỗi với ba má của em, có lỗi với anh. Sau đó chúng ta ra về, ông ta liền mất mạng. Có khi nào ông Diệp đã nói gì đó với Golden? Golden nhất định phải giết ông ta. Ý anh nói năm xưa hắn có phần giết má em? Anh chỉ đoán vậy thôi, nhưng đó cũng không phải là không thể. Tính sao đây? Chúng ta phải làm sao mới có thể bắt hắn được? Người duy nhất có thể giúp chúng ta là anh Phạm. Anh hai, bây giờ anh là người duy nhất có thể tiếp cận Golden, thu thập chứng cứ cho chúng ta. Bây giờ anh hai tin tưởng Golden, coi anh là hung thủ giết người, lý nào anh chịu giúp chúng ta chứ? Bây giờ giá nào cũng phải làm thử. Ngày mai em nói với anh Phạm, trước khi anh giao đại thăng cho Golden, nhất định phải nói rõ với ba má của em. Ngày mai giá nào cũng phải đánh tiếng với họ. Được. Ba má ơi, con đã giao công ty cho Golden quản lý rồi. Em gái của con kêu con tới đây nói với ba má đó. Anh Phạm. Sao anh ở đây vậy? Tôi đã kêu Chris hẹn anh tới đây. Hai người lại muốn thông đồng gạt tôi nữa sao? Tôi cần anh giúp đỡ, không thể không làm vậy. Anh đã giết người còn kêu tôi giúp anh sao? Tôi không có giết người. Đúng là tôi có đi tìm ông ấy, nhưng mà lúc tôi đi ông ấy không có gì hết. Nhưng chuyện đó anh đi nói với cảnh sát đi, nói với tôi làm gì? Bây giờ tôi muốn anh tin tôi. Anh đọc bức thư này đi. Tôi kêu anh đọc đi. Bức thư này do Lữ Lệ Giao để lại cho bà Xuân. Trong đó có ghi thẻ SD nhưng bây giờ đã biến mất. Lữ Lệ Giao muốn khai hết vụ án năm xưa ra. Anh tìm cách tìm lại thẻ SD đó đi. Lữ Lệ Giao cái gì, bà Xuân cái gì? Tôi không biết anh đang nói cái gì hết. Chính anh đã nói tôi biết lúc nhỏ anh đã quen biết Lữ Lệ Giao và bà Xuân. Chính anh đã nói tôi biết hôm má anh, ba tôi mất, anh và bà Xuân có đánh cờ. Chính anh nói tôi biết Viên Chấn Đông, Lữ Lệ Giao vô khống anh làm bể bình bông, tống tiền má anh cả trăm ngàn. Những chuyện đó là do anh nói tôi biết mà. Anh nhìn kỹ đi, đây là má của anh. Bây giờ anh tới giếng má anh, anh nói tôi biết đi, tại sao má anh chết? Tôi không biết. Anh không biết, tôi nói cho anh biết, má của anh và ba tôi đều bị người ta nổ súng bắn chết. Kẻ giết người lại Lữ Lệ Giao, Viên Chấn Đông hay là một người tên cậu em? Có khi nào lại gô đành Diệp Minh Quân không? Anh đừng hỏi tôi không có biết. Anh Phạm, cho dù anh không nhớ gì hết, anh cũng không phải là kẻ ngốc. Khả năng quan sát của anh rất cao. Anh ở bên cạnh Golden thực sự không phát hiện gì sao? Anh thực sự cảm thấy hắn là người tốt à?
Tôi và anh trải qua bao nhiêu chuyện, tôi đã cứu anh bao nhiêu lần. Tôi thực sự là một kẻ xấu tay nhúm đầy máu sao? Anh còn nhớ hôm Viên Chấn Động bị giết, tôi đã cứu anh thế nào không? Tổng Lý Già muốn giết anh, chúng ta gặp dữ quá lành thế nào? Còn Lữ Lệ Dao, Lôi Đăng Lao, tất cả những chuyện đó không phải do tôi dàn dựng, tin tức đang rõ ràng. Anh không tin về nhà mau ra đi, coi tôi có gạt anh không. Anh Phạm, cho dù anh không tin tôi, không tin cả thế giới, anh cũng phải tin bản thân anh chứ. Anh thử dùng cặp mắt nhìn kỹ sự thật đi. Anh đừng nói nữa, anh đi đi. Anh là tòa phạm giết người mà. Anh giết người rồi. Anh có đi hay không? Tôi gọi điện thoại báo cảnh sát đó. Đi đi. Anh không đi tôi gọi điện thoại báo cảnh sát đó. Cậu biết phòng này của tôi đúng không? Tôi biết chứ. Vậy nửa đêm nửa hôm cậu vào phòng tôi làm cái gì? Không phải tôi muốn phiền cậu đâu, tôi cảm thấy trong người khó chịu lắm, cái đầu hơi nhức thôi. Cậu nhức đầu thì kêu Judy lấy thuốc đi, cậu vô phòng tôi làm cái gì chứ? Thật ra tôi uống thuốc rồi, nhưng hình như thuốc không có tác dụng với tôi. Không biết có phải sáng nay do tôi gặp sếp Cao không, làm đầu óc rối tung nên cái đầu hơi nhức thôi. Cậu đã gặp Cao Lực Cơ sao? Sao không nói cho tôi biết? Tôi vừa về tới nhà liền cảm thấy nhức đầu nên tôi vô phòng ngủ liền. Hắn có nói gì với cậu không? Anh ta nói anh ta trong sạch. Lần cuối cùng anh ta gặp chú Lạc, chú Lạc không có gì hết. Không cần nói nữa, lời nói của hắn mà cậu cũng tin được sao? Tôi cũng không tin. Anh ta còn cho tôi coi một lá thư nữa. Anh ta nói lá thư đó là do Lệ Giao gửi cho bà Xuân. Đúng ra trong thư còn có thẻ SD nữa. Hắn tự mình tùy tiện viết ra thôi, cậu quan tâm làm cái gì? Nhưng tôi nghĩ một hồi tôi nhớ lại lúc cô Giao tới công ty của tôi làm, tôi có coi hóa đơn do cổ viết. Nó chữ trong thư là do cổ viết mà. Cậu nghĩ có đúng là có thẻ SD không? Cậu có nhìn thấy cái thẻ đó không? Tôi không biết thẻ gì hết. Cậu nghe đây, nếu như lần sau cậu gặp Cao Lực Cơ, phải báo cảnh sát ngay lập tức, mà kệ hắn có biết chưa. Anh ta còn nói với tôi rất nhiều chuyện, tôi cũng không thể phân biệt đâu là thật, đâu là giả nữa. Lúc đó tôi về chợ mắt một lát, còn mơ thấy một giấc mơ. Tôi mơ thấy cậu hẹn tôi ở tiệm tạp hóa đó. Ngô Định, có biết tạp hóa Tú Xuân ở đâu không? Biết. Nè, chúng ta đợi nhau đó nha. Sau đó tôi bị người ta giam ở trong nhà đó. Tôi nói là được mà, má của nó thiếu gì tiền. Ngô Định à, có phải cậu không vậy? Mau tới cứu tôi đi, tôi ở đây nè. Sau đó tôi nghe được giọng của cậu đang nói chuyện ở ngoài nữa. Sau đó toàn bộ hình ảnh giống như từng xảy ra gì đó. Mơ thôi mà, chỉ là mơ thôi, đừng có suy nghĩ nhiều nữa. Ngủ dậy sẽ không sao đâu. Tôi đưa cậu về phòng nha. Vụ của em đang đợi ngày xử, ông chủ em sợ lắm, công tố viên đó không biết lại đè em cỡ nào. Không biết quan tòa đâu có cảm thấy em chướng mắt xử em thêm vài cuốn hay không nữa. Xử thêm vài cuốn có sao đâu, tôi là quyền chủ tịch của công ty rồi, tiền bạc giống như thác đổ chảy vào túi vậy. Tôi đã nói rồi, cậu được thả ra, nhất định vào sang phú quý. Hay lắm, cảm ơn ông chủ nha. Nhưng ông chủ à, anh có vẻ như là tức giận lắm, có phải có người mít lòng anh không vậy? Con chó sáng đáng ghét đó, đột nhiên tối qua lên cơn điên, chạy vào phòng tôi, nói nằm mơ, mơ thấy rất nhiều chuyện từng xảy ra trước đây. Anh Phạm, sáng nó nhớ lại những chuyện năm xưa hay sao? Thỉnh thoảng nó vẫn sủa như vậy, lúc thì nhớ được chuyện này, lúc thì nhớ được chuyện kia, đúng là phiền lắm. Hay là làm lại những chuyện mà chúng ta muốn làm đi. Không được đâu, quyền chủ tịch là do nó ủy quyền cho tôi. Nếu như làm thịt con chó thì chuyện ủy quyền sẽ vô hiệu, lúc đó cổ phần sẽ biến thành di sản, tôi sẽ không lấy được một xu nào hết. Giờ tính sao hả ông chủ? Tôi đã hỏi luật sư Sâm rồi, chỉ có một cách không ảnh hưởng tới chuyện ủy quyền thôi. Mất tích. Mất tích? Phải mất tích đúng 7 năm mới có thể tuyên bố đã chết. Ngày mai tôi dắt con chó lên núi, rồi coi như sơ ý lạc mất con chó, suốt đời cũng không tìm ra. Những chuyện này ngày nào mà không có chứ. Anh nhìn kỹ đi, đây là má anh đó. Má của nó thiếu gì tiền? Cứu tôi với, cứu tôi với. Alo. Alo Phạm, tôi bị kẹt xe rồi, đã trên đường tới. Cậu chờ tôi một chút nha, tôi sắp tới rồi. Được rồi, được rồi. Anh Phạm.
Cô Cao. Anh Phạm, em xin lỗi. Lần trước em không nên tát anh một cái. Anh có thể tha thứ cho em, đừng trách em không? Ờ, tôi không có để bụng đâu. Sao mà cô lạ vậy? Cô không sao chứ? Thằng Cơ đang bị truy nã, bây giờ em lo cho nó lắm. Em không biết nó đi đâu. Cô không cần lo quá. Mấy hôm trước tôi gặp ảnh rồi, anh không sao. Anh gặp nó sao? Anh gặp nó ở đâu? Bây giờ nó ở đâu? Tôi không biết nữa. Tôi nói tôi sẽ báo cảnh sát, anh liền bỏ chạy đó. Anh nói với nó như vậy thật sao? Sao anh đối xử với nó như vậy chứ? Có phải do em đã từng gạt anh không? Có phải do em đã gạt anh cho nên bây giờ luôn cả thằng Cơ và cô Chris anh cũng không tin? Em thừa nhận, ban đầu em đến với anh là bởi vì cảm thấy anh có tiền. Em rất muốn làm vợ của chủ tịch. Nhưng bây giờ em không còn nghĩ như vậy nữa. Chúng ta trải qua nhiều chuyện quá rồi. Em còn nhớ hôm đó anh đã không ngại tính mạng cứu em như thế nào. Tuy thời gian quen nhau của chúng ta ngắn ngủi, nhưng thời gian em và anh quen nhau rất vui vẻ. Em còn nhớ anh hôn em như thế nào. Em biết em không nên gạt anh. Em không nên gạt anh nói em là vợ sắp cưới của anh. Em không nên gạt anh kêu anh mua nhẫn cho em. Nhưng em yêu anh, đó là sự thật. Anh tin em thêm lần này là thật đó. Anh có thể tha thứ cho em không? Cô đừng có làm vậy mà. Cô làm gì vậy? Cô đừng tới phiền cô Phạm nữa. Anh Phạm, anh đừng đi theo hắn. Anh Phạm, tránh ra. Anh đi. Phạm, anh Phạm, hắn là kẻ xấu đó. Anh Phạm, anh đừng đi theo hắn mà. Anh Phạm, anh Phạm, tránh ra đi. Anh Phạm, anh đừng đi. Anh Phạm, anh Phạm, anh Phạm, anh Phạm, anh Phạm, anh Phạm. Cô đến ra, ngừng xe đi. Cô dám té rồi. Anh Phạm, anh Phạm. Im miệng đi. Im miệng đi. Đưa Nam, thủ tiêu thằng khùng này đi. Hả? Cái gì? Tôi kêu cô làm đi. Còn khốn đi dám tới quay rối. Cậu đó, lần sau cứ mặc kệ nó đi, có biết chưa? Cô Linh à, cháu thấy không khỏe, tôi muốn về nhà. Không khỏe chỗ nào? Cháu đau đầu. Ngồi nghỉ trên xe luôn đi. Tôi muốn về nhà thật mà. Tôi đã hẹn với luật sư rồi, gặp luật sư xong mới được về nhà. Ờ. Ờ, cô Linh à, cháu có thể lấy điện thoại ra để lên mạng được không? Coi cái gì đó, phân tán sự tập trung sẽ bớt nhức đầu hơn. Cứ lấy đi. Ngày nào anh còn sống, anh cũng bám chặt hắn không buông. Anh không tin hắn có thể mãi mãi hung dữ như vậy. Với lại anh đã nhờ người bên Mỹ điều tra thông tin của hắn. Năm đó ngay hôm sau khi xảy ra chuyện, hắn liền qua Mỹ du học, nhưng thực tế chưa có trường nào nhận. Cô Cao. Alo. Alo Chris hả? Chết rồi, anh Phạm gặp nguy hiểm. Hả? Chị đợi một lát. Chuyện gì vậy? Lúc nãy tôi đi tìm anh Phạm, sau đó tôi thấy ảnh lên xe của Gordon. Cách đó không bao lâu tôi nhận được tin nhắn của anh Phạm. Ảnh nói anh đã nhớ lại lúc Donna khống chế ảnh, Gordon đòi giết chết ảnh. Vậy chị có biết Gordon chở ảnh đi đâu không? Sau khi anh Phạm chia sẻ vị trí cho tôi xong, kế đó ảnh không trả lời tôi nữa. Chết rồi, có khi nào ảnh có chuyện không? Chị Hai, lập tức chia sẻ vị trí qua đây. Em trai. Cậu Lực ơi, lần này anh bại trong tay của tôi rồi, bắt anh ta về cho tôi. Có đã. Bây giờ Lý Hào Phạm gặp nguy hiểm, anh đi cứu người trước đi. Mặc kệ anh ta, nếu anh ta chống cự thì đừng khách sáo với anh ta làm gì. Tôi nói thật đó, Diệp Minh Quân đã chở anh đi. Có thể Diệp Đường Lạc cũng do hắn giết. Sếp Doãn, luôn cả ba tôi, có thể cũng do hắn giết. Sếp Chung. Sếp Chung, sếp không ưa tôi cỡ nào cũng được, đi cứu người trước đi, tôi nhất định quay về tự thú. Anh đừng có giả bộ nữa. Anh nói thật đó, tôi cầu xin anh. Tôi cầu xin cô đó, cho tôi cộng anh ta về đi. Sếp Chung. Cơ, bắt hắn cho tôi. Tránh ra. Sếp Chung, sếp Chung, sếp Chung, đừng cản tôi, tránh ra. Sao hả? Muốn làm phản phải không? Không muốn làm được phải không? Hai tên vô dụng này, cộng hết bọn chúng về cho tôi. Xin lỗi sếp, không có mang theo còng. Xin lỗi sếp, tôi cũng không đem. Xuống xe đi.
Hả? Luật sư chưa tới, xuống xe nhanh vậy? Tôi nhớ lầm rồi, hôm nay không có hẹn luật sư. Xuống xe đi. Ủa Đình à, hôm nay luật sư không tới, hãy chúng ta về nhà đi. Tôi kêu cậu xuống xe đi. Được, Đình tôi xuống. Ông ra, sao cậu cầm cái xẻng vậy? Đào đất. Sao phải đào đất? Chúng tôi còn sẽ biết. Hả? Tại chỗ này, đào đi. Sao phải đào chứ? Tôi chôn túi thời gian ở đây, bây giờ tới lúc lấy lên rồi, đào đi. Đào đi. Hả? Mở lên. Muốn đào tới sang năm luôn sao? Mạnh tay lên đi. Tình tội phạm giết người này còn dám xuất hiện sao? Hôm đó Đồn Anh khống chế anh Phạm, chính anh đã kêu hắn đổ súng giết ảnh. Cảnh sát chết tiệt, bắn chặt tao không buông. Bây giờ tao tiễn mày xuống dưới đoàn tụ với ba mày. Có biết tập quán Tú Xuân ở đâu không? Biết. Nè, chúng ta đang học chợ ở đó nha. Cậu học trò, để bạn ở đây hả? Dạ phải, con hẹn với Golden. Cậu em hả? Cậu ta thường tới tìm con tôi lắm. Nè, cậu vô đánh cờ với tôi đợi nó đi. Cũng được. Sáng à, đừng có sủa nữa. Má. Bà gái. Sao chỉ có hai người vậy cậu em đâu? Cậu ta nói có hẹn với cậu em mà. Không biết nữa. Nè má à, không phải má nói tới giờ đi chợ rồi sao? Để coi hàng cho. Phải đó, con đánh luôn giùm bác. Cố gắng coi chừng tiệm giùm má, đừng trốn đi chơi nữa đó. Được rồi má à, má mau đi đi. Đi đi, đánh cờ cái gì chứ, lễ giao phải coi tiệm mà. Nè, mày có nhầm lẫn không? Mày làm bể mình bông của tao. Mày có biết là nó mắc lắm không? Tính sao đây? Alo, Phạm hả? Alo, má của Lý Hậu Phạm hả? Con của bà làm bể bình bông của chúng tôi, lập tức lấy 150.000 tới đây, nếu không được hòng gặp nó. Cảnh cáo bà, không được tùy tiện nói với ai. Vậy đi. Mày ngoan ngoãn ngồi đây đợi má mày tới, đợi tiền xong mày sẽ không sao. Thật ra thì hai người làm sao đánh giá bình bông đó trị giá 150.000 chứ? Có đem đi giám định hay chưa? Hai người nói là đồ cổ thôi, có lịch sử bao nhiêu năm rồi. Mày phiền quá, cấm miệng cho tao. Sự thật là vậy, đúng là không đáng 150.000. Mày cấm miệng đi, bịt mắt nó lại. Vô trong mới nói đi. Golden, mau qua đây coi đi. Má nó đưa tiền rồi. Tao nói được mà, ba má nó thiếu gì tiền chứ. Số tiền này chỉ là chuyện nhỏ thôi. Đã 100.000, vậy thì xài dài dài. Golden, có phải cậu không? Tôi đây nè, bà cứu tôi đi. Bà cứu tôi đi, tôi đây nè. Golden, Golden. Má tới cứu con đừng có sợ. Má, má ơi. Má cứu con đi. Nó chạy rồi, mau đuổi theo. Má sao rồi má? Má chạy không nổi nữa, con chạy đi. Đi con đi. Con về má, đi nhanh lên má. Không cần, con đi đi, đi tìm cảnh sát đi. Chạy đi, chạy đi. Nè, chạy đi. Nè, nè, làm gì vậy? Đừng má. Cô tôi ơi. Cô tôi ơi. Cô tôi ơi. Cô tôi ơi. Cậu bé,
Con không sao chứ? Bọn họ bắt con, bắt má con đưa tiền. Bây giờ chúng nó bắt má con rồi. Con không cần sợ, cơ lại đây, chú tới đó coi thử. Các người làm con gì vậy? Mở thẳng người ra. Mày làm cái gì vậy? Con có biết làm gì nghiêm trọng lắm không? Người đây, có phải con muốn ở tù không? Tôi không thể ở tù được. Dù sao cũng làm rồi. Đừng mà! Xin cậu, anh đừng làm tôi sợ. Tôi nhớ lại một chuyện trước đây rồi. Chính quân đội đã giết bà của anh đó, giết chết má tôi. Năm xưa ba anh đã cứu tôi. Bây giờ anh cũng vì cứu tôi, tôi hại chết anh rồi. Xin cậu, xin cậu ạ, xin cậu. Bà của tôi. Cuối cùng anh cũng nhớ lại hết rồi. Xin cậu ạ. Bây giờ tôi lập tức gọi điện thoại kêu cấp cứu nha. Tôi cứu xếp cao trướng đi. Anh Phạm. Cơ, cơ, anh cơ. Cơ à, anh cơ à, anh cơ. Anh cơ, anh cơ. Ê, sếp Chung. Sếp Chung. Có chuyện gì vậy? À không, có chút chuyện muốn bàn với anh mà thôi. Lúc nãy chúng tôi có đi gặp sếp Lưu đó. Sếp khen chúng tôi cuối cùng cũng bắt được tên đại gian Diệp Minh Quân này. Lại còn phá hết một lượt các vụ giết người như là ba hắn, bà Xuân, Diên Chấn Đông. Và còn ba của cậu Cơ nữa kìa. Sếp nói là đúng ra Diệp Minh Quân muốn chối cãi không nhận tội. Nhưng bao nhiêu tội trọng án nằm trên vai, chỉ cần một vụ đủ chứng cứ buộc tội cũng đủ cho hắn ở suốt đời. Sếp Lưu còn nói ha, lần này sếp quái vô cùng, khen chúng tôi không biết nói sao nữa, làm cho tôi muốn đỏ cả mặt, cảm thấy ngại lắm luôn đó. Khiêm tốn. Vậy thì sao? Con muốn nói chuyện gì hả? À không, chuyện là về sếp Chung. Sếp Lưu khen mấy đứa vô dụng chúng tôi á, không muốn lãng phí chúng tôi, cho nên muốn tách riêng chúng tôi ra, không cần sát nhập. Sếp cũng biết tôi sùng bái sếp cỡ nào mà. Bây giờ trong lòng tôi thật sự rất hụt hẫng và buồn lo đó. Các người giỏi. Được thôi, cho các người quay về bên đó đó, làm việc của mình đi. Ê sếp Chung à, chưa nói xong đâu. Sếp Lưu có nhắc tới sếp đó. Nhắc tới tôi à? Ừ, sếp nhận được tin. Nghe nói là anh định ngăn cản chúng tôi điều tra Diệp Minh Quân. Xém chút làm cho chúng tôi không bắt được người. Sếp nói sắp tới muốn tâm sự với anh một chút đó. Anh nói sao? Hù tôi đó hả? Không phải hù ma đâu. Thấy con người của sếp không có gì, tôi mới nói cho sếp biết. Ông còn nói định chuyển sếp đi, rồi sát nhập tổ của sếp qua tổ của chúng tôi nữa. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng khó lường. Alo, sếp Lưu. Dạ. Xin lỗi. Bây giờ tôi sẽ tới ngay. Đến ra, tạm biệt sếp. Chúc may mắn. Bye bye. Cẩn thận đó nha. Chúc mừng sếp và sếp Doãn, cuối cùng mọi người cũng được khôi phục nè, rồi. Có đúng là chuyển qua tổ của mọi người không? Nếu phải thì mau đi. Từ đầu cần phải làm vậy rồi, đi theo sếp vậy, làm gì có người chịu nổi ổng chứ. Mọi người yên tâm đi,
kỳ này tôi đang hên, chắc chắn đủ khả năng cứu hết tất cả mọi người. Cảm ơn sếp. Ông chủ, sao đây? Xong rồi, anh kêu em tung tin giả ra ngoài. Nó hôm nay có luật mới, ai giấu quá 3 gói thú sẽ bị tịch thu. Đám người đó tin như thật vậy, ai nấy hoảng loạn lên. Tôi cũng tung tin ra ngoài rồi. Đến lúc đó chúng sẽ đem bán hết thuốc lá. Chúng ta hốt hết hàng, có bao nhiêu gom bấy nhiêu, có biết chưa? Dạ biết, nhưng mà chúng ta đâu có nhiều tiền vậy. Tháng trước em may đồ mới được 300 đô thôi. Cậu điên quá đi. Bọn chúng mà bán hết thuốc lá ra thì giá sẽ bị rớt ngay. 300 đô không chừng mua được 40-50 gói lận. Tới lúc đó giá cả lên lại, chúng ta bán 1 gói thành 2 gói thôi. Ông chủ à, tại tính toán của anh giỏi thiệt đó. Anh bán tới bán lui như vậy chắc chắn sẽ thành vô thuốc lá đó. Quy định trong tù đơn giản thôi. Có thuốc thì có quyền thì có thế thì có lính. Từ nay nhà tù này sẽ thuộc về chúng ta thôi. Ờ phải. Đi theo tôi không có chết đâu. Thì đó. Ông chủ à, mấy đại ca đó đang đi qua đây. Đại ca, chính là 2 tên này nè, đi tung tin dịch khắp nơi. Là anh Dông. Ông chủ em chặn chúng, anh chạy đi. Chạy đường nào? Anh chú đi. Anh chú đừng mà. Đừng mà. Hạo Nhiên. Ba, người hại chết ba đã ở tù rồi. Vụ án coi như đã được minh oan. Hy vọng ba an nghỉ. Em trai nó giỏi lắm. Bấy lâu nó kiên trì đến cuối cùng. Đúng là không mất mặt ba. Ba, ba có con trai giỏi như vậy, ba nên cảm thấy tự hào. Anh hai à, nói vài câu với bác trai đi. Sếp Cao, năm xưa chú vì cứu con mới làm cho bản thân hy sinh. Trải qua bao nhiêu năm, bây giờ con mới nhớ lại toàn bộ quá trình vụ án, chú mới được minh oan. Con có lỗi với chú lắm. Con xin lỗi. Anh không nên nói như vậy. Nếu anh cảm thấy ân hận, từ nay tốt với em một chút. Thay mặt ba hết lòng chăm sóc em, coi như trả ơn là được rồi. Vậy cũng phải anh hai à. Anh mau đám cưới với chị Cao, chăm sóc chị suốt đời đi. Lời em nói thật ra anh có suy nghĩ đó. Đúng ra anh cũng định đám cưới với cổ rồi. Nhưng bây giờ chuyện đám cưới lại giống như là muốn trả ơn vậy. Vậy thì anh cũng phải hệ thống lại từ đầu động cơ đám cưới này mới được chứ. Anh có nghĩ như vậy thật sao? Phải, nhưng bây giờ anh phải hệ thống lại từ đầu động cơ đám cưới, không tùy tiện đám cưới được. Không phải chứ. Còn em thì sao? Có muốn dâng hiến tấm thân đám cưới với anh không? Dù sao cũng đã tới đây, nói với ba một tiếng đi. Không lẽ anh tính làm vậy coi như cầu hôn em rồi sao? Đương nhiên không phải rồi. Như cách nói của anh Phạm, anh đã cứu em nhiều lần, đương nhiên là em cầu hôn anh, chăm sóc anh suốt đời rồi. Bác trai, bác coi con của bác có gian lận không? Bà, bà coi con dâu tương lai của ba miệng lưỡi dẻo ghê chưa? Nửa đời còn lại của con hạnh phúc rồi. Ba à, bác coi anh Phạm đối với con như thế nào? Anh cũng sẽ giúp nửa đời còn lại của em thật tràn đầy đó. 2 năm sau. Ông Lý, chúng tôi dày công cực khổ tìm được mấy chiếc nhẫn hộp sòn đẳng cấp này về đây cho ông. Thật sự là tinh phẩm trong các tinh phẩm đó. Đúng là đẹp lắm. Anh Phạm à, anh cảm thấy thế nào? Chiếc này thiết kế hoàn hảo lắm. Hoàn hảo lắm. Ừ, thật sao? Còn chiếc này nữa. Ừ. Tuy chiếc này không phải là nước ép, nhưng cũng đạt tới 3 chữ H đó. Vậy thì hay lắm. Còn chiếc này nữa, chẳng những độ chuẩn cao mà màu sắc còn đạt tới chữ D nữa. Vậy được rồi. Anh Phạm à, hay là mau chóng chọn một chiếc đi. Chết rồi, chiếc nào cũng đẹp như vậy, anh lại không chọn được rồi. Lại không chọn được? Anh đã chọn 2 năm rồi. Có phải anh muốn chọn tới em làm đại thọ không? Thật ra chừng nào chúng ta có thể đám cưới? Cũng tại em nói mà. Đám cưới là đại sự trong đời, đời người chỉ có một lần, không thể tùy tiện qua loa. Chứ được phải chọn chiếc hoàn hảo nhất chứ. Em không cần biết. Tóm lại chiếc nào cũng đẹp hết. Hôm nay nhất định phải chọn một chiếc. Chiếc này đi. Hay lắm, cuối cùng cũng chọn được rồi. Nè, đeo cho em đi. Ông Lý, tổng công ty chúng tôi đấu giá là 1 viên hồng ngọc rất hiếm có ở phòng đấu giá, có muốn coi luôn không? Ờ vậy thôi được, vậy coi luôn trước đi. Nè 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 nè, ông đúng là không lên tiếng không ai nói ông câm đâu. Đem cất trước đi. Tới rồi sao? Baby, dì Yuki nhớ con lắm. Baby Văn Văn à, ôi, con đúng là dễ thương quá. Một cái có được không?
hai ngày không gặp thôi, có cần nựng như vậy không? Đương nhiên rồi, thai long phụng của hai người dễ thương như vậy, tôi không gặp hai ngày nhớ chết đi được. Em thích như vậy, tự mình xin một đội đi. Anh tưởng là em không dám sao? Tới lúc đó em sẽ xin đến đầy cả nhà, phải không? Cùng làm bạn với baby Giang Giang, với lại baby Tuấn Tuấn nữa. Lúc nào cô cũng dùng âm cao nói chuyện với chúng, có khi nào chúng nghe không quen âm thấp hay không? Đương nhiên là không rồi, tôi đã học khóa hộ lý trẻ sơ sinh chuyên nghiệp mà. Nếu dùng âm cao nói chuyện với trẻ em, có thể tạo sự chú ý của chúng, còn có ích lợi cho việc phát triển ngôn ngữ của chúng nữa, phải không baby? Thật sao? Baby, baby. Trời ơi, hai người giả tạo quá, nghe đến nổi da gà luôn. Hai đứa con, nghe lời của má nuôi nha. Hai người bảo đi chơi đi, giao cho em được rồi. Em phải làm massage body cho chúng. Hay là chúng ta tạo thêm một đứa chơi chung với chúng? Có được không đó? Không lẽ em nghi ngờ khả năng của anh sao? Ý của em là bây giờ ngày nào anh cũng ẵm hai đứa nó đi thang bộ, anh thử đi thang máy đi. Hả? Bấy lâu anh không có thử, không chừng bây giờ không có gì. Cùng lắm nếu anh ngất xỉu, em làm hô hấp nhân tạo cho anh. Em làm hô hấp nhân tạo gì ghê gớm vậy chứ? Đúng là phải thử mới được.